Hồng Hạnh Lê, người ta nói nếu ai thấy gì nói vậy không suy nghĩ kỹ, không quan tâm thái độ người khác là người thiếu giáo dục. Vậy thì hãy hỏi những người nói những câu đó xem họ có hạnh phúc không? Họ có dằn vặt, có đấu tranh nội tâm không? Người ta hay dạy con cái của mình là nghĩ trước, nghĩ kỹ, nói sau. Nghĩ trước, nói sau. Uốn lưỡi 7 lần trước khi nói. Người ta cũng chẳng hỏi tại sao. Cứ biết là bố mẹ nói vậy thì nghe vậy. Rồi hỏi bố mẹ thì bố mẹ lại nói ông bà nói vậy, dạy vậy. Hỏi ông bà thì ông bà nói bố mẹ tao nói vậy. Và người ta hay nói rằng những cái người mà hay nói đạo lý hay hay nói đạo đức á thì sống như là đó. Vì họ đang sống giả. Nói một đằng làm một nẻo. Bên trong thì thế này nhưng bên ngoài mặt thì đó không phải. Cứ thử nghĩ xem, những người như vậy sống rất khổ tâm. Họ không được là chính mình. Họ cứ phải đeo những lớp mặt nạ, cố làm hài lòng người nọ, cố làm hài lòng người kia. Nhưng cái người quan trọng nhất thì lại không làm hài lòng. Lại luôn tối về, bắt tay chán nghĩ, không biết làm này được chưa, không biết họ có giận không, không biết họ này có giận không. Và chỉ cần một cái biểu hiện của người khác không hài lòng thôi là họ có thể suy nghĩ cả tuần, cả tháng hay thậm chí cả năm. Họ đau khổ, ôi sao mình lại thế này, sao lại thế kia, tại sao lúc đó mình không nói vài câu cho họ hài lòng, tại sao mình lại như vậy. Chỉ vì một câu nói. Và họ là người khổ tâm nhất trên đời này. Thế thì làm sao mà giải thoát, làm sao mà giác ngộ được? Cái người cần quan tâm nhất á, là mình đã. Mình còn chưa hài lòng với mình, làm sao mà giúp người khác hài lòng được? Và người khác cũng nhận ra ngay à, rằng người này đang sống giả tạo, người này đang nói một đằng làm một nẻo, người này đang là nói miệng thôi, đang khu môi múa mép. Chúng ta nghĩ họ không nhận ra hay sao? Và cái cách mà chúng ta nói, cái việc, cái nội dung mà chúng ta nói ra, nó không quan trọng bằng thái độ chúng ta nói ra như thế nào. Nếu chúng ta nói sự thật hoàn toàn bằng tình yêu mến và cái sự tôn trọng người kia, nó hoàn toàn khác với việc rằng chúng ta nói, chúng ta hay lạm dụng cái câu là sự thật mất lòng. Không, sự thật nó vốn dĩ chỉ là sự thật thôi. Còn mất lòng hay không á, là do người kia cảm nhận như thế nào và do cách chúng ta truyền tải như thế nào. Nếu chúng ta truyền tải bằng tình yêu thương thì đó đã hoàn toàn hoàn thành cái nhiệm vụ của mình rồi. Và còn người ta đón nhận như thế nào, đó là cái việc của họ, đâu có liên quan gì tới mình. Mình đâu có sống thay họ đâu. Mình chỉ cần nói sự thật với toàn bộ cái sự tôn trọng và cái tình yêu thương, cái sự quý mến của mình. Đó là đủ rồi. Cái việc quan trọng là chúng ta gửi cái thái độ chúng ta khi nói ra sự thật như thế nào. Còn người đó phản ứng như thế nào, đó là việc của họ. Chúng ta sống với chính mình, chúng ta sống trọn vẹn là đủ rồi. Khi chúng ta sống trọn vẹn với mình, chúng ta mới sống trọn vẹn được với người khác. Còn nếu không, cứ giả dối, cứ để nhằm làm hài lòng người khác mà quên mất cái sự hài lòng với mình và cứ đấu tranh nội tâm, đó mới là khổ nhất. Cứ thử nghĩ mà xem. Còn thiếu giáo dục, hãy xem cái nền giáo dục của con người có mang tới sự giải thoát và hạnh phúc không? Hay giáo dục thì toàn nói một đằng làm một nẻo? Bởi vì giáo dục hiện tại là đang áp đặt đạo đức. Còn áp đặt thì còn vô đạo đức. Cái gì mà thực hành thì còn đi xa chân lý. Đạo đức nó có sẵn trong chúng ta rồi. Còn giáo dục phải đạo đức là còn đi xa khỏi sự thật. Giống như ta đã ở điểm A rồi
bây giờ làm một cái gì đó để ta tới được điểm A thì cái quá trình làm như đó là đã đi xa điểm A rồi. Và vì vậy, đạo đức không thể được dạy, đạo đức chỉ có thể nhận ra mà thôi, và nó có sẵn trong chúng ta. Nếu mà muốn nói giáo dục á, thì hãy để cho những thế hệ đi sau họ nhận ra được cái đạo đức thông qua cách chúng ta sống này này. Trẻ con nó học từ chúng ta, không phải là từ miệng chúng ta dạy, mà từ cách chúng ta sống. Nó nhìn vào và nó bắt chước, nó nhìn vào cách chúng ta sống, chứ nó không nhìn vào cách chúng ta nói. Chúng ta nói một đằng làm một nẻo, nó biết thừa, và nó sống theo đúng cái như vậy, nó cũng sống theo nói một đằng làm một nẻo. Giáo dục nó không phải là từ việc áp đặt là con phải đạo đức thế này thế kia, mà đến từ cái sự quan sát. Chúng ta quan sát người khác và chúng ta muốn trở thành họ thì chúng ta sẽ sống y như họ. Trẻ con cũng vậy, nó quan sát người lớn, nó quan sát cách sống của người lớn. Đó là giáo dục. Giáo dục mà không phải giáo dục, đó mới là giáo dục.